Rồi, ok, mến chào quý anh chị, bà con, cô bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Lũ TV ha. Thì ngày mới chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Thì chủ đề hôm nay, Lũ xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về cách liên kết thẻ ngân hàng Sacombank với app Sacombank những bạn. Thì như các bạn đã biết, lúc trước mình cũng có chia sẻ một cái video về chủ đề này, nhưng mà do cái video đó mình chia sẻ cũng hơi lâu các bạn, gần một năm, hơn một năm các bạn. Thì có một số bạn không biết cách liên kết như thế nào. Và càng ngày á, Sacombank càng cập nhật những cái tính năng mới và những cái bảo mật mới, nên khi liên kết có hơi khó khăn. Và hôm nay mình sẽ tiến hành mình làm một cái video để hướng dẫn thật chi tiết cụ thể và cho các bạn dễ hiểu hơn về cách liên kết thẻ của ngân hàng Sacombank với app Sacombank, và sẽ chia sẻ một số vấn đề mà các bạn thường hay gặp phải khi mà các bạn liên kết không được. Đó, giờ mình sẽ tiến hành mình liên kết cái thẻ ngân hàng Sacombank với app Sacombank Pay nha các bạn. Mời các bạn theo dõi video mình ha. Rồi, ok các bạn ơi, trước khi mà mình liên kết cái thẻ của ngân hàng Sacombank của mình á với app Sacombank Pay các bạn, thì mình có một số điều cần lưu ý cho các bạn mà tránh trường hợp mà các bạn khi mà liên kết rồi mình sẽ không liên kết được với cái app nha các bạn. Thì các bạn lưu ý giúp mình một điều ha, là khi mà mình đăng ký cái app á, mình sẽ lấy cái số điện thoại mình đã đăng ký với ngân hàng Sacombank các bạn. Các bạn đăng ký và tuyệt đối các bạn không lấy số điện thoại thứ hai bạn đăng ký trên cùng một chiếc điện thoại ha. Và các bạn chỉ lấy cái số điện thoại mình đã đăng ký báo tin nhắn Sacombank. Đó, mình đăng ký cái app của Sacombank mình ha. Rồi, cái lưu ý thứ nhất và cái lưu ý thứ hai là các bạn sẽ nhận dạng kỹ dùm mình. Đó, như thế nào gọi là cái số thẻ. Đó, cái số thẻ thì mình đã để bên trên để hướng dẫn các bạn ha. Thì các bạn phân biệt dùm mình cái số thẻ gồm 16 số, nó nằm một dãy dài ha. Thì nó nằm trên cùng nhất luôn ha. Xong nó sẽ đến cái ngày hết hạn của thẻ. Đó, thì cái thời gian mà mình sử dụng thẻ đến bao lâu đó các bạn, thì mình sẽ lấy bốn số mà cao nhất ha. Đó, thì cái ngày hết hạn của thẻ thì gồm có ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bốn số đầu và bốn số cuối, mình sẽ lấy bốn số cuối. Đó, và cái thứ ba là cái số CVV. Cái số này thì có một số bạn sẽ không hiểu cái số đó là số như thế nào. Đó, thì các bạn có một số bạn thì nó lúc nào nó cũng nằm phía sau thẻ các bạn. Thì nó gồm có ba số. Đó, thì mình đã để bên trên hướng dẫn để các bạn thấy và các bạn nhận dạng được thế nào là số CVV ha. Ok, thì giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành vào liên kết nha các bạn. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tải app về nha các bạn. Thì trước tiên các bạn truy cập vào cửa hàng CH Play giúp mình ha. Có những bạn nào xài hệ điều hành iOS thì các bạn chọn vào cửa hàng Apple ha. Đó, giờ các bạn sẽ gõ chữ là Sacombank Pay. Đó, thì đây, sau khi gõ nó sẽ nổi lên như thế này ha. Thì các bạn sẽ nhấp vô nó. Đó, sau đó các bạn nhấn vô cài đặt cho mình ha. Rồi, sau khi các bạn đợi cho nó cài đặt nha các bạn, đợi cài đặt xong. Đó, nó đang cài đặt nha. Rồi, đợi cài đặt xong thì các bạn sẽ nhấp vô chỗ là đây, nó nhấp vô chỗ mở giúp mình nha. Đó, nó có chữ mở nè, mình sẽ nhấp vô. Đó, và các bạn sẽ đợi cho nó chạy một chút. Đây, các bạn sẽ đợi chạy chút nha. Rồi, các bạn sẽ nhấp vô chỗ là cho phép dùng ứng dụng nha các bạn. Đó, rồi các bạn sẽ nhấp vô chỗ này cho phép dùng ứng dụng. Thì đối những bạn nào á là đã đăng ký rồi ha, thì các bạn sẽ chọn vô đăng nhập nha. Còn các bạn nào mà chưa đăng ký, chưa có tài khoản Sacombank Pay, thì các bạn sẽ nhấn vô tạo mở pin mới như thế này. Đó, thì nó sẽ kêu mình nhập số điện thoại để mình đăng ký app nha các bạn. Thì các bạn lưu ý là số điện thoại đăng ký app đó phải là số điện thoại mình đã đăng ký báo tin nhắn với ngân hàng Sacombank nha các bạn. Đây, mình sẽ nhấp số điện thoại của người bạn mình vô. Rồi, mình sẽ nhấp số điện thoại vô không. Này. Rồi, sau khi nhấp số điện thoại xong, các bạn sẽ nhấn vô ô tiếp theo giúp mình ha, ở bên dưới màu xanh như thế này. Đó. Rồi, các bạn sẽ test vô chỗ là tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản nha các bạn. Nhấn test vô có chấm xanh như thế này, rồi các bạn ơi nhấn vô ô tiếp theo. Đó. Rồi, nó sẽ gửi, nó kêu mình nhập mã OTP nha các bạn. Thì mã OTP là nó sẽ gửi tin nhắn từ Sacombank gửi trực tiếp như thế này, nó nổi lên màn hình các bạn. Đó, và nó sẽ liên trực tiếp vô như thế này ha. Đó, nó ba để là bạn đã muốn cho phép Sacombank Pay. Đó. Rồi, các bạn sẽ, nếu các bạn nhấn vô từ chối thì không nhận mã nha. Các bạn sẽ nhấn vô đồng ý giúp mình ha. Rồi, sau khi nhấn vô ô đồng ý thì nó sẽ kêu mình tạo mật khẩu gồm 6 số như bạn. Thì các bạn lưu ý mật khẩu Sacombank lúc nào cũng 6 số, mình sẽ nhập 6 số mới vô. Do mình làm mẫu cho các bạn xem ha. Và một hồi mình sẽ vô trong mình đổi lại nên mình sẽ nhấn từ 1 tới 6 nha. Đó.
Và các bạn lưu ý là các bạn phải nhập hai lần giúp mình. Đây, sau khi nhập hai lần thì nó kêu mà là đăng ký mới. Thì các bạn sẽ nhập họ tên của mình. Cái bước tiếp theo nha. Nhập họ tên. Thì các bạn có thể bỏ dấu hoặc không dấu ha. Thì cái này họ tên thì các bạn có thể hồi vô trong các bạn đổi cập nhật lại hoặc đổi tên lại hay được nha các bạn. Đó. Rồi các bạn nhấn ô tiếp theo. Rồi, cái bước tiếp theo là nó sẽ kêu mình nhập ngày tháng năm sinh của các bạn ha. Đây, mình sẽ nhập vô ngày tháng năm sinh của người bạn mình vô. Đó. Rồi các bạn kéo như thế này nè, dành theo tay mình ha. Đó, có một số bạn sẽ không biết cách nhập như thế này. Rồi, sau khi nhập xong thì các bạn sẽ nhấn vô ô tạo mã pin, tạo tài khoản mới nha. Đó, đây. Nhấn vô tạo tài khoản mới chỗ này. Nó đang chạy nha các bạn. Rồi, nó báo là quý khách đã đăng ký thành công ha. Thì nhiệm vụ của bạn là chỉ nhấn vô chỗ liên kết nguồn để mà liên kết cái thẻ của mình, thẻ ATM của mình nha các bạn. Rồi, để mình mở thoát ra, mình mở tin nhắn cho các bạn xem ha. Đó, đây là tin nhắn, nó đã báo cho mình một cái mã gồm mã OTP nó đã gửi cho mình để mình đăng ký ha. Còn cái tin nhắn là nó gửi là bởi quý khách đã đăng ký thành công ha. Đó. Rồi, thì đối với những bạn nào mà chưa liên kết thì các bạn sẽ vô bằng cách này giúp mình ha. Thì các bạn truy cập vào hình người trên đầu nè. Đó. Đây các bạn sẽ nhấn vô để mà liên kết nha. Truy cập vào hình người trên đầu nha. Đó, nhấp vô đây. Các bạn sẽ chọn vô ô là quản lý thẻ tài khoản giúp mình ha. Rồi, trên màn hình nó sẽ nổi lên một tài khoản, lúc nào khi bạn đăng ký app thì lúc nào nó cũng cho bạn một cái tài khoản Sacombank Pay như thế này và nó sẽ có 0 đồng nha các bạn. Đó, rồi sau bạn sẽ kéo qua bên phải như thế này ha. Đó, mình sẽ kéo qua bên phải và đây nó có dấu cộng nè, các bạn sẽ nhấp vô đó. Rồi, sau đó các bạn sẽ cho phép nó dùng hình ảnh cái nha các bạn. Đó, rồi, ở chỗ nhấp thông tin cá nhân nè, ở bên trên nó gồm họ tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại thì cách này mình dùng ít khi được lắm các bạn. Đó, mình sẽ chọn bên cách là thẻ Sacombank ha. Thì ở đây nó có màn hình để mình quét vô cái thẻ nha các bạn. Mình sẽ không dùng cách này mà mình sẽ nhấp vô cái mũi tên ở bên dưới có hai gạch nè. Đó, bước lên nè để chọn nè các bạn. Các bạn sẽ nhấp vô chỗ này nha để mình liên kết thẻ nha các bạn. Đây mình sẽ nhấp vô thử cho các bạn xem. Thì nó kêu mình nhập nè, ở bên trên gồm số thẻ. Số thẻ thì mình đã có làm video ở đoạn đầu mình đã giúp cho các bạn nhận dạng, còn bên dưới là ngày hợp lại đến và CCV. Đây mình sẽ phân biệt cho các bạn ngay trực tiếp luôn. Đây là số thẻ gồm ở bên đây gồm số 4221 các bạn, mình đã che khoảng giữa nha do thông tin bảo mật nha. Rồi, tới ngày kết thúc của thẻ thì ở đây là có ngày đầu, ngày khai hành thẻ và ngày kết thúc của thẻ mình đã che lại nha. Nó còn CCV thì các bạn chỉ cần lật phía sau thẻ. Đó. Thì nó sẽ gồm có một bàn trắng như vậy và có 3 số và số CCV. Thì đối với một số thẻ thì số thẻ nó sẽ nằm ở phía sau thẻ nha các bạn, và cái ngày kết thúc thẻ cũng nằm ở sau luôn và CCV nằm ở sau luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành việc liên kết cái thẻ với app Sacombank Pay nha các bạn. Mời các bạn theo dõi. Rồi, ok các bạn, trước tiên thì mình sẽ nhập số thẻ trước nha các bạn. Đây, mình nhập số thẻ ở chỗ này ha. Rồi. Đó, số thẻ thì mình đã đưa hình mẫu cho các bạn xem ha. Do bảo mật thông tin nên mình không nhập số thẻ trực tiếp cho các bạn xem ha. Và mình chỉ để hướng dẫn chi tiết cụ thể như thế này. Đó, sau khi các bạn nhập số thẻ xong. Đó, thì bước tiếp theo mình sẽ nhập tới cái ngày kết thúc của thẻ. Đó, ngày kết thúc thẻ thì mình có để làm mẫu như thế này cho các bạn xem ha. Đó, thì các bạn lưu ý là nhập 4 số cuối cao nhất nha. Đó, ở bên phải. Rồi. Đó, sau khi nhập số thẻ xong, mình sẽ nhập tới cái bước là nhập CCV nha các bạn. Đó, số CCV thì các bạn sẽ lật phía sau thẻ. Nó gần có 3 số như thế này. Đó, thì các bạn sẽ nhập vô. Có những thẻ mới, thẻ nội địa thì nó cũng có nằm phía sau hết nha, thông tin nằm phía sau hết ha. Rồi, sau khi đã nhập điền đầy đủ ba cái gồm là số thẻ nè, đó, ngày hợp lệ đến, đó, xong, tới số CVV, đó, đầy đủ ha. Thì các bạn test vô chỗ là tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản nha các bạn. Đó, các bạn nhấp vô đây. Đó, sau khi có chấm xanh như thế này ha. Rồi. Rồi, các bạn nhấn ô tiếp theo giúp mình ha. Và nó sẽ báo gửi tin nhắn gì như thế này ha. Đó, rồi một mã OTP. Rồi các bạn sẽ mở tin nhắn Sacombank lên như thế này ha. Đó, mình sẽ mở lên, mình lấy 6 số cuối cùng của tin nhắn Sacombank này các bạn, mã OTP nè, quý khách sẽ bị mất tiền đó. Rồi, mình sẽ nhập vô. Mình sẽ nhập 6 số đó vô nha các bạn. Rồi, sau khi nhập 6 số xong thì nó sẽ tự chạy. Đó, thằng đưa mình vào bên trong ha. Thì bên trên là số tài khoản của mình. Đó, bên dưới là cái số thẻ tín dụng của mình ha. Còn đây là số tài khoản mình cần liên kết ha, mình sẽ nhấp vô nó, test vô chấm xanh nè, rồi mình lưu lại. Đây các bạn,
thì nó đã báo lưu thành công ha. Đó. Rồi, mình về trang chủ để mình vô mình chuyển tiền thử cho các bạn xem nha. Đó, đây, hiện tại thì khi mình liên kết thì nó sẽ nổi lên tài khoản sang băng tước. Mình sẽ nhấp vô mũi tên này để mình chọn tài khoản mình ha. Đó, thì đây là số tiền của mình đã liên kết thành công ha. Rồi, thì mình sẽ vô mình để mình mặc định luôn là khi mình chuyển tiền nó sẽ nổi tài khoản mình luôn luôn hết mà. Các bạn truy cập vô hình người trên đầu nè bên phải. Nhấp vô quản lý thẻ tài khoản giúp mình ha. Đây các bạn sẽ kéo qua cái thẻ của mình. Đó, các bạn sẽ đây là cái thẻ mình ha, để ý 4 số đuôi cuối nha. Các bạn nhấp vô. Rồi, xong các bạn sẽ mặc định cho nó thanh toán rút tiền ha. Rồi, các bạn nhấn đó đóng. Sau đó các bạn sẽ mặc định cho nó giao dịch luôn, chuyển tiền luôn. Đó, nhấp vô đây. Rồi, đồng ý. Đó. Rồi, đóng. Giờ mình ra mình vô mình chuyển tiền thử coi nó có mặc định là nó sẽ nổi lên trước không các bạn. Đây để mình thoát cái luôn nha. Ok, mình sẽ vô một chuyển tiền cho các bạn xem nè. Này. Đó thì khi mà nhấn vô một chuyển tiền á thì nó nổi lên tài khoản mình luôn nè các bạn, không cần phải nhấp vô cái mũi tên ha. Rồi, khi mà các bạn lưu ý cho mình là chuyển tiền các bạn chuyển nhấn vô 247 nha. Còn mục là chuyển tiền cho số điện thoại thì đòi dành cho những bạn nào đã định danh ha. Rồi. Đó. Rồi, thì như vậy là mình đã liên kết với cái thẻ Sacombank với app Sacombank thành công ha. Thì có một số điều cần lưu ý khi mà các bạn có một số bạn sẽ gặp trường hợp là mình sẽ không liên kết được. Và khi mình đã đăng ký app rồi mà không liên kết được ha. Hay là một số bạn mà bị hư điện thoại mà xóa app sang bay mình tải lại. Có một số điều cần lưu ý như là khi mà gửi mã OTP á, mình nhấn phần đăng nhập gửi mã OTP mà nó không gửi về. Thì các bạn lưu ý giúp mình là có thể tin mình đã bị khóa mã OTP do mình bị tổng đài khóa ha. Thì cái này các bạn sẽ gọi về tổng đài ha. Thì tổng đài sẽ xử lý cho các bạn và các bạn sẽ nhập vô bình thường. Đó. Rồi lưu ý giúp mình là nếu mà đăng ký thì phải lấy số điện thoại đã đăng ký với app ngân hàng nha bạn. Là mình đăng ký cái số điện thoại đó nha, chứ không lấy số điện thoại khác ha. Và tuyệt đối không dùng số điện thoại thứ hai cho một trên một cái điện thoại khi đăng ký app nha các bạn. Rồi, và nếu mà liên kết không được nữa thì có thể do thông tin mình bị trùng hết bạn. Các bạn có thể mang đến ngân hàng Sacombank để nhân viên cài đặt cho các bạn ha. Rồi thì video mình đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.